tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một cây nấm màu đỏ nhiều màu sắc như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có một cây súng bắn keo, một cái kéo, một chiếc bút màu nước, mình có một cây thước kẻ này, một chiếc compa, và đây mình có hai chiếc bút, một chiếc bút bi mực đen và một chiếc bút chì nhé. Về nguyên liệu thì ở đây mình có sử dụng những cái tờ giấy màu như thế này. Ở đây mình có màu xanh dương này, màu xanh da trời và màu đỏ. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên bây giờ mình sẽ đi cắt cái phần thân cây nấm. Để các bạn sẽ vẽ cho mình cái phần thân cây nấm ra đây nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái hình này ra. Sau khi mình đã vẽ xong thì mình sẽ dùng cái bút dạ này, mình sẽ tô xung quanh cái viền của cái thân cây này nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ đi làm cái phần nấm nha. Giờ mình sẽ kẻ kích thước ra trước. Nấm ở đây mình sẽ kẻ kích thước là 8 này. 8 x 8 cm nha. Mình sẽ cái chiều rộng này mình sẽ để là 8 cm. Về chiều dài thì các bạn có thể cắt to hơn một xíu nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ cái phần thân cây nấm ra đây nhé. Giờ mình sẽ cắt nó ra nhé.
Như vậy là mình đã cắt xong này. Mình đã được một cái phần nắp của cây nấm như thế này. Tiếp theo mình sẽ sử dụng đến cái tờ giấy. Những cái tờ giấy màu, mình có màu xanh lá. Các bạn sẽ tận dụng hết những cái màu mà các bạn có nhé. Màu xanh lá này, màu xanh dương này, một chút màu vàng này, màu hồng mình cũng có này. Sau đó các bạn sẽ cắt thành những cái hình tròn này. Các bạn sẽ cắt thành những hình tròn để dán lên cái nấm nhé. Trước khi cắt thành những hình tròn thì bây giờ mình sẽ cắt thành những hình vuông trước này. Mình sẽ cắt thêm vài cái nữa nha. Mình sẽ cắt thêm vài cái màu hồng nữa này. Sau khi mình đã cắt xong, giờ mình sẽ gắn nó lên cái phần nấm này nhé. Các bạn sẽ dùng bánh keo để dính nhé. Sau đó là mình sẽ gắn lên cái cây nha. Như vậy là mình đã làm xong một cây nấm nhiều màu sắc như thế này rồi. Cực kỳ đơn giản và dễ làm. Mình chỉ cần sử dụng những cái tờ giấy nhiều màu là mình cũng làm ra được một cái cây nấm hoặc là một cây hoa như thế này. Đó. Và nếu mà các bạn thích thì có thể làm cùng mình nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video.